Rồi, mến chào các bạn. Mình đã có mặt tại cửa hàng nông cơ Hùng Phước ha. Hồi nãy mình đang quay số điện thoại rồi mình đọc đầy đủ thì gặp ngay cái tình trạng là có anh kia anh gọi tới. Thôi thì mình sẽ áp số điện thoại phía bên dưới ha. Các bạn nhấn vào xem thêm ha. Nhấn vào xem thêm. Rồi sẽ hiện ra phần mô tả rồi các bạn coi số điện thoại trong đó, nếu các bạn ưng ý chiếc nào ha, mình sẽ báo giá khoảng 40 chiếc. À quên, mình quay thôi chứ còn bữa nay mấy cày hạ giá dữ lắm. Ông chủ kêu không có báo kỳ trước là báo, nhưng mà giờ hạ giá rất nhiều các bạn nha. Mình sẽ quay khoảng 40 chiếc. Đó, hạ giá rất nhiều luôn. Thì các bạn nào ưng ý chiếc nào thì cứ alo, cứ thoải mái đi. Nếu có nhu cầu mua ha, cứ thoải mái, đừng có lo gì hết á. Rồi cứ gọi cho ông chủ ha. Đầu tiên là chiếc Sibora SD4000. Thì chiếc này thì mới về, rất là đẹp. Bạn thấy không, nước sơn rin hết nè. Vỏ lốp còn rất đẹp. Con này mới chạy 1150 giờ thôi các bạn. Một cầu dòng ODA, một cầu thì giá của nó sẽ rẻ, một cầu tay lái trợ lực ha. Một cầu tay lái trợ lực, đâu mình coi có trợ lực không. Ủa sao không thấy có trợ lực ta? Hình như không có trợ lực các bạn ơi. Mình thấy trong bốt nó cũng có đường ống dầu vô mà con này 4000 mà không có trợ lực ha. Không có. Rồi, nói chung nước sơn đồ rin hết. Đẹp từ A đến Z, nước sơn đồ rin hết ha. Đẹp hết nhưng mà tay lái không có trợ lực thôi, 1139 giờ. Vỏ lốp được còn rất đẹp ha. Và tiếp theo nữa là một chiếc Sibora SD3243, cũng rất là đẹp luôn. Con này có dặm lại vỏ nè, mâm nè. Còn vỏ đâu thì bao đẹp rồi. Con này chạy 1165 giờ. Rất là đẹp. Con này 32 mã lực ha. Đời 3243, một đời rất là được nổi tiếng. Con này thì tay lái trợ lực nè. Con này thông thường nó hai bơm tay lái trợ lực. Chúng ơi, trợ lực bốt nè. Bốt lái nè, có đường ống nè. Con 4000 kia là không có trợ lực. Rồi, rất là đẹp ha. Rồi, tiếp theo là một con 2443. Ô, dòng 2443. 24 mới lạ. 24 là 24 mã lực ha. Con này có gầu xúc luôn. Rồi chạy 1665 giờ. Xe rất đẹp các bạn nha. 2443. Các bạn nào có nhu cầu cứ gọi cho Phước ha. Ở đây mình đọc số điện thoại luôn đây, 0919 104 245 là tên anh Hùng ha. Còn Phước là 0938 432 859 ha. Đó, đây có dàn sới đồ nữa, gọi là có gì rồi Zalo với nhau rồi giá cả đồ thương lượng ha các bạn nha. Xe ở đây toàn chuyển xe đẹp không. Nói chung tùy theo cửa hàng, có những cửa hàng người ta lấy những xe xấu, nhưng mà cửa hàng người ta lấy, ta tuyển toàn xe đẹp không. Đó, bữa nay giá mấy cày rất là hạ luôn. Tiền nào của đó các bạn. Xe đẹp thì nó có cái giá của xe đẹp, xe xấu có giá xe xấu. Nhưng mà anh này xe đẹp nhưng mà giá của xe xấu á. Các bạn cứ việc alo ha. Rồi đây một con thấy không, các bạn thấy không, mâm niềm đồ rin hết nè. Thấy không, sơn rin luôn, vỏ lốp đều đẹp chưa, toàn bộ rin hết. SD2200 hai máy hai cầu, chạy mới 994 giờ thôi. Rồi tiếp theo là một con 2350.
hai cầu ha, Mitsubishi 2350 hai cầu, 23 mã lực ha. Rồi đây một con D 32 338 hai cầu tay lái trợ lực ha. Rồi Tiger đời này rất là mới. Bencher rồi hết nha các bạn nha. Bencher rồi hết. Rồi con D 265 F đời này cũng mới nè. Cũng Bencher rồi luôn nha. Đời rất cao. Hai cầu tay lái trợ lực. Con này cũng vậy, D 228 cũng hai cầu tay lái trợ lực, hai bơm. D 228 F là đời cao lắm. Rồi 28 mã lực ha, D 28 đời 26. Rồi D 28 F. Mấy đời này là Bencher ha. Điện quên. Điện có cơ có, điện. F là điện rồi. Có ép cơ, ép điện. Rồi, ép nó có điện trong đó mà nó cũng có cơ mà có điện, nó tùy theo. Rồi con này có gầu xúc luôn ha, gầu xúc riêng theo xe luôn. Rồi con D32F nè. Thấy chưa? Đời cao luôn. Rồi, D32F. Rồi tiếp theo là con D2350 Mitsubishi. Mấy con này rẻ mấy chục triệu các bạn nha. Rất rẻ luôn. Rồi một con SD3243 Sibora. Con này mới về. Đang ráp vô. Mà mấy ông làm biến, mấy ông chưa ráp, mắc bận nhậu, mắc bận đi chơi, đi đám tiệc. Rồi con này đời cũng lâu rồi, ZL2601 Kubota ha. Mấy dòng này thì rẻ tiền, Zenot. Rồi Zanma 3000 này cũng có mấy chục thôi, dòng cũng rẻ tiền, 30 mã lực, nhưng mà xài ngon lắm nha, ngon hơn Sibora đồ nhiều ạ. Rồi con 2500 nè. Mấy con này nó còn mới ken luôn, còn mới ten luôn. Rồi đây là con Sibora SD bơm tay lái trợ lực nó, ti trợ lực khủng khiếp chưa, 3000 mà có tay lái trợ lực, ti trợ lực nè. Rồi con này Kuta L2002 tay lái trợ lực luôn ha. Quên, 2002 một cầu. Con này 2201 là 22 mã lực. Con này 22 mà nó nhỏ hơn con 20 mã lực à. Ha, phải không? 2002 là 20 mã lực mà con 20 nó to chưa? Mà con 22 nó nhỏ chưa? Coi coi 22 phải 22 mã lực không mà sao nhìn nó nhỏ dữ ta? Đây. Đúng rồi, 22 PS nè. 3000 rồi tua. Nhỏ xíu à. Nha. Còn con này. Con này có 20.000 mã lực thôi. Nhìn nó sai to, sai lớn. Rồi đây con SD22 nè, cũng 2 mã lực nè, một cầu nè. Đó, rồi đây là một con 2006 một cầu nè. Xe tiện đẹp lắm các bạn. Nhức nách luôn á. Chà, nước sơn rin hết ha, vỏ lấy đồ rin hết à. Vỏ niền rin hết, con này cũng 2643 nè. Nha, vỏ mâm niền rin hết, con này có chạy được nhiêu giờ? Mới chạy có 1094 giờ thôi. Rồi. Tiếp. Đây. D23F. Một hai cầu tay lái trợ lực, chà đẹp dữ rồi, 23F. Rồi đây là một con Sibora SD3000 AD
Á O này. Ồ, đó, đẹp chưa? Rồi một con Shibaura D34F ha. Con này thì xuất sắc rồi. Yên Norin H. Chục bô. Bánh lớn chưa? Rồi con 2643 nè, nó nhỏ hơn ha. Nó cũng hay, nó cũng SD nè. À, này D, à, đời D, đời mới hơn. Con này SD các bạn thấy nó nhỏ hơn nè. Bên này nè, bánh độ lớn hơn ha. Cao to hơn, bên này nhỏ hơn. D263 mã lực thì như nhau. À quên, này bấm 4 chứ quên. lộn. Bấm 4, con này 26. 2643. Rồi con này Mitsubishi MT26, 26 mã lực. Có gào súc nè. Này này số sới coi có số sới ngược không? Tới lui ve. Yeah. Rồi. D32F. Có mui nè. Đó, 32 mã lực ha. Quá đẹp. Bên trơ luôn ha. Rồi. Con 2603 nè. Một cầu. Các bạn nào muốn có ít tiền thì mua một cầu xài cho nó rẻ. Rồi, IM 2000, 20 mã lực một cầu. Rồi D23F, hai cầu. 23 ngựa. Con này xuất sắc luôn. Ben điện. 1463 giờ. Mitsubishi MT26, 6 mã lực ha. Rồi Isuzu H 27 mã lực, 270. Dòng này hồi xưa là một thời mà lúc mà đất nó sốt đó, mấy anh mà anh thích lắm, chạy nó êm mà nó nhanh lắm, nó đã êm, máy móc độ êm như xe hơi vậy. Rồi đây TL3000. Rồi MT25. Rồi bạn nào có nhu cầu thì cái alo với ông chủ ha. Bấm vào xem thêm. Bấm xem thêm hoặc là bấm xem thêm để xem số điện thoại trong đó ha. Rồi mời chào các bạn.